Xin chào các bạn, hôm nay tôi được hộp cho các bạn theo dõi cái cây CLP 635 màu là RA Yamaha. Thì cây này nó có một adapter VA300 nằm bên ngoài. Các bạn quan sát, nó có những cái hình để sẽ chỉ cho mình các bước để mình lắp ráp. Đó, các bạn. Khi các bạn nhìn cái thùng thì các bạn sẽ thấy được liền. Thì về mặt cơ bản các bạn nhìn đây, nó gồm có cái phần trên là phần đầu đàn, có cái vách ở lưng, cái pedal và hai cái má ở bên hông, cái chân á. Thì việc của mình là gì? Việc của mình là để hai cái chân đây và cái pedal. Hai cái chân sẽ gắn vào pedal trước, sau đó cái phần vách lưng này mình mới gắn lên cái phần chân đó, và cuối cùng là mình đặt cái đầu đàn lên trên cái bộ phận đó. Vậy thì chỉ có vài con ốc thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, khoảng độ 15, 16 con. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt đàn. Rồi, ở đây là sách. Sách nó bị đẹp. Thì đây nó có một quyển sách là gồm có 50 bài classic. Hơi bị đẹp. Và đây là một quyển hướng dẫn. Thì thật ra cũng không quan trọng đâu. Rồi. Các bạn lưu ý, đây là bịch ốc nha. Để riêng ra. Rồi, đầu tiên các bạn, đây là cái pedal. Quan sát đây, đây là cái vách, ở đây cái vách lưng, cái pedal, đây là hai cái chân hai bên. Thì bây giờ mình sẽ gắn hai cái chân vô trước rồi gắn cái vách này vào cái chân sau theo thứ tự nha. Đây là ốc cái ván, hai miếng này ở trên, bốn con này ở dưới. Rồi, tiếp theo ha, đỡ nó lên. Bây giờ mình mới gắn cái mắt vào. Các bạn để ý nè, bốn cái lỗ này là ráp vào cái phần pedal nên.
bây giờ nhu cầu của mình là bây giờ mình khiêng cái đàn này lên trên lầu. Vậy thì mình khoan ráp cái đầu và cái chân, mình sẽ khiêng từng bộ phận lên. Đầu tiên mình khiêng cái chân lên trước nha. Chụp đi chưa? Chưa. Đây là cái móc headphone các bạn. Thấy không? Bây giờ mình mới turn on nha. Đã, nó khởi động. Khu vực này là khu vực điều chỉnh chính. Rồi về. Xin chào.